Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất lực trước bà Phương Hằng, Phan Văn Mãi khai thông bế tắc bằng chiêu cùn. Bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream phát truyền hình trực tiếp luôn thủ bằng chứng. Đây là đặc điểm của bà mà suốt năm 2021 không ai có thể tấn công được bà Hằng. Tuy bà Hằng nói nhiều, nói khó nghe nhưng đa phần những gì bà bóc phốt là sự thật. Việc bà bóc phốt với ông Phan Văn Mãi cũng tương tự. Tuy nhiên, bà vấp phải một thế lực chính trị quá mạnh mà lẽ ra bà không nên tấn công vào. Ở chế độ này không có công lý mà chỉ có cái lý của kẻ mạnh. Ông Phan Văn Mãi hay bất kỳ quan chức nào đều có những điểm đen mà họ rất sợ bị bóc ra. Khi bà Hằng xướng tên ông Phan Văn Mãi trên livestream thì lập tức ông này phải bắt bà thật sớm để tránh hậu họa. Và thực tế sau 2 ngày là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt giữ. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi khi còn làm bí thư Bến Tre. Vào ngày 24 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo khoản 2 của Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Theo luật, bà bị tạm giam 3 tháng để điều tra. Tuy nhiên, đến nay đã hết 3 tháng, nhưng việc điều tra của cơ quan cảnh sát Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa xong. Mới cách đây 4 ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã ôm hết hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Vào giữa tháng 4 năm 2022, vì thấy Phan Văn Mãi làm cho mất mặt, vì Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt bà Hằng trong khi hành động được cho là có cấu hình tội phạm của bà diễn ra tại tỉnh Bình Dương. Vì thế, ông Võ Văn Minh mới cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cũng theo Điều số 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung vào năm 2017 để điều tra. Thế là sau hơn 2 tháng, Công an tỉnh Bình Dương đã lập nên một đống hồ sơ về bà Hằng rồi lại giao cho phía Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc làm công khai, không hề giấu giếm, 3 tháng và cả hai cơ quan điều tra vẫn chưa xong làm người ta đặt nghi vấn rằng. Với lại khởi tố bà Hằng theo Điều 331 được nhiều chuyên gia luật cho là chớt quất, tức là không ăn nhập gì với tội của bà Hằng cả. Nó rất mơ hồ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng bị giam thêm 2 tháng. Bà Nguyễn Phương Hằng không phải là dân tay ngang. Bà là chủ doanh nghiệp lớn và thường làm việc với luật pháp nên không có chuyện bà dễ bị buộc tội. Đó là điều có thể dễ dàng suy luận. Đã 3 tháng mà không kết luận được hồ sơ là cho thấy ông Phan Văn Mãi có phần bất lực trong trò chơi quyền lực này. Ông Phan Văn Mãi cho bắt bà Hằng vì sợ. Điều đó ai cũng thấy rất rõ. Ngay cả Nguyễn Xuân Phúc cũng đang cố gắng che đậy những vết nhơ mà do người nhà đã lợi dụng tên tuổi của ông để trục lợi. Thì ông Phan Văn Mãi cũng như vậy. Để che đậy những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng có thể khui ra, ông Phan Văn Mãi buộc phải ép tội. Nếu bà Hằng chưa chịu nhận tội thì giam tiếp. Ngày 22 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đã gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng. Việc gia hạn để điều tra là bình thường. Tuy nhiên, điều bất bình thường là ông Phan Văn Mãi đã vận động báo chí vào cuộc. Họ hùa với những nhà báo, những nghệ sĩ đã từng bị bà Hằng tố lên báo tấn công thêm vào bà Hằng. Và như thế là vào ngày 22 tháng 6, tờ báo Tuổi Trẻ đã đưa clip ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni đề nghị khởi tố ekip giúp sức cho bà Phương Hằng. Và có thông tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, và bà Đặng Thị Hàn Ni đề nghị khởi tố ông Đặng Anh Quân, ekip của bà Phương Hằng. Đây là hình ảnh báo chí cũng tham chiến cùng Phan Văn Mãi. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng công cụ truyền thông hỗ trợ để tấn công mạnh hơn nữa vào bà Phương Hằng. Điều này càng khẳng định 3 tháng điều tra đã vấp phải sự khó khăn trong vấn đề buộc tội bà. Dùng truyền thông tấn công bị can khi chính quyền bất lực trong điều tra là chiêu quen thuộc của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiêu này gọi là chiêu cùn, nếu không muốn nói là chiêu bẩn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
nhà to như lăng mộ Trần Đại Quang, điềm báo trước mà Lê Ngọc Hoa không hề hay biết. Ông Phó Chủ tịch Nghệ An qua đời, người ta bàn tán xôn xao về tài sản kếch xù mà ông để lại. Tài sản nổi chính là dinh thự khổng lồ mà ông không cần giấu giếm. Quan chức khác thì buộc phải giấu, chứ ông Hoa thì không cần phải giấu vì ông đang sở hữu một doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng công trình giao thông, đó là công ty Cienco 4. Vừa làm kinh tế, vừa làm quan chức, không biết nhà nước có luật nào cấm quan chức không được làm kinh tế hay không mà sau ông Lê Ngọc Hoa công khai đến như vậy. Đây hình ảnh ông Lê Ngọc Hoa. Báo Đảng đưa tin ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An vừa qua đời ở tuổi có 55 do xuất huyết não, nhưng không đề cập chuyện ông này để lại biệt phủ do bị cho ông là người bảo kê bốt bẩn bến thủy. Hôm 20 tháng 6, các báo xác nhận tin ông Hoa bị sốt xuất huyết não vài ngày trước. Tuy được các bác sĩ, chuyên gia y tế chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh quá nặng, ông Hoa đã không qua khỏi. Sau khi ông Hoa chết, cộng đồng mạng có soi căn nhà của ông Lê Ngọc Hoa, đúng là to vật vã. Nhiều người không gọi nó là nhà mà gọi nó là dinh thự hoặc biệt phủ vì nó quá khổng lồ. Có người mới nhìn thấy đã thốt lên rằng nó to như lăng mộ ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang vậy. Thật sự nhìn căn biệt phủ của ông Lê Ngọc Hoa thì không lớn như lăng mộ của ông Trần Đại Quang, tuy nhiên nó là một khuôn viên rất rộng so với những mảnh đất nội thị khác. Trong khuôn viên có nhiều khu nhà với mái ngói đỏ, có nhà vọng cát lục giác trông như vọng cát trong khuôn viên Dinh Độc Lập tại trung tâm thành phố Sài Gòn. Trong nhà có bể bơi được đặt trên sân thượng trông rất xa hoa. Những năm gần đây, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đua nhau xây lăng tẩm khổng lồ. Về kiến trúc, lăng tẩm cho người chết và dinh thự cho người sống chẳng khác nhau là bao. Có lẽ quan niệm của quan chức Cộng sản như Tần Thị Hoàng là muốn sang thế giới bên kia sống xa hoa như khi còn sống trên trần gian vậy. Đây là hình ảnh dinh thự của ông Lê Ngọc Hoa. Văn hóa người Việt hay kiêng kỵ, những điểm gở hay những gì gợi nhớ đến người chết. Việc xây dựng lăng tẩm cho riêng mình của ông Lê Ngọc Hoa, khi nhiều người quan sát, nó giống như ông xây lăng tẩm cho riêng ông vậy. Ông Lê Ngọc Hoa chết khi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới có 55. Trước khi ngồi trên ghế Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An, ông Hoa làm Tổng Giám đốc Cienco 4. Theo báo cáo tài chính của Cienco 4, vào hồi năm 2017, ông Hoa nắm giữ 176.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu của bà Trương Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và chính là vợ của ông Hoa là 2.129.000 cổ phiếu. Cienco 4 là nhà đầu tư tuyến tránh Vinh nhưng lại dựng trạm thu phí tại cầu Bến Thủy, dẫn tới việc nhiều xe cộ không đi qua tuyến tránh Vinh nhưng vẫn phải trả phí. Theo giới xã hội dân sự, ông Hoa kiếm bộn tiền nhờ cái bốt bẩn Bến Thủy này. Dù ông Lê Ngọc Hoa chỉ làm công chức với mức lương gần chục triệu đồng mà thôi, nhưng ông Hoa có tài sản nổi, có tới 2 căn biệt thự và một chiếc xe Toyota Land Cruiser đời mới nhất. Ngồi trên chiếc ghế quyền lực nắm trong tay doanh nghiệp nhà nước với nhiều biệt đãi, ông Lê Ngọc Hoa đã thò vòi hút máu của dân để tự làm giàu cho mình. Điều đáng nói là ông đã ra tay với nhiều người phản đối và bắt bỏ tù họ. Con đường làm giàu của ông Lê Ngọc Hoa tuy là có vẻ hợp pháp nhưng nó bất chính. Với luật pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam không xử lý ông được, tưởng rằng ông vững như bàn thạch. Nhưng không, còn có thứ luật khác, luật đó không ai có thể kiểm soát và không ai có thể can thiệp, đó là luật nhân quả. Đây là hình ảnh khu lăng mộ Trần Đại Quang. Ông Lê Ngọc Hoa chết khi tuổi đời còn rất trẻ, tiền bạc, quyền lực, dinh thự đều trở nên vô nghĩa. Đấy là bài học cho những người quan tâm và các quan tham đang ngày đêm tìm cách hại dân để trục lợi. Nhiều người đã phải trả giá, nhưng Trần Bắc Hà là một tấm gương. Dù có núi tiền thì cũng sống không thọ, gia đình tan nát, không trốn dung thân. Luật nhân quả là thế, không ai thoát được.